Chiều ngày 30 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Trong năm 2018, dù chịu nhiều thiên tai, rủi ro, thiệt hại về tài sản, con người, nhưng kết quả hoạt động kinh doanh ngành bảo hiểm Phi Nhân Thọ vẫn ghi nhận những con số khả quan, phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng, thể hiện được vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Tuy đứng trước tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, nhưng với định hướng kinh doanh, tăng trưởng có kiểm soát và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, năm 2018, VNI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông giao. Theo đó, tổng doanh thu đạt 1.096 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch, tăng trưởng 44%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường. VNI đứng trong top 3 doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường, tăng 2 bậc trên thị trường, xếp thứ 14 trên 30 doanh nghiệp bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Cũng trong năm 2018, VNI mở thêm 4 công ty bảo hiểm thành viên, nâng tổng số công ty thành viên lên 33 đơn vị, hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín bán bảo hiểm qua ngân hàng, Bancassurance, xây dựng hệ thống gara liên kết tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng giám định bồi thường online MyVNI, triển khai bán bảo hiểm online qua website ebhhk.com.vn. Tại đại hội, ban lãnh đạo cũng đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2019, quyết tâm phấn đấu tổng doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, tăng trưởng 41%, đặt ra nhiều giải pháp trọng tâm theo định hướng, tăng trưởng có kiểm soát, như kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ bồi thường, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự, mở rộng mạng lưới, thu xếp và hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin và giám định bồi thường online MyVNI, hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và chữ ký số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và các cổ đông tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của hơn 1.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống sẽ đưa VNI bứt phá và khát vọng vươn lên tầm cao mới. Bảo hiểm hàng không, vững niềm tin, chắc tương lai.